Mở vlog chào mọi người, hôm nay mình sẽ quay thành phố Châu Đốc, nhưng mà cho mọi người xem video của mình thấy hay, bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để em hộ mình làm ra video mới. Mong được sự giúp đỡ của mọi người bằng cách xem video của mình để đạt được 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký để cho YouTube nó xét duyệt cho mình đó mọi người. Cảm ơn mọi người nghe, thì mời mọi người mà mình quay thành phố Châu Đốc đi vào chợ phường B nha mọi người. Mọi người xem video của mình thấy hay, bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để em hộ mình nha. Thì chợ phường B thì nó cũng nằm trên thành phố Châu Đốc nha mọi người. Rất là đông nha mọi người. Đây người ta chờ mua thuốc đó mọi người. Mua thuốc uống. Đèn xanh đèn đỏ nha mọi người, mình ngừng đèn xanh là đèn đỏ nha mọi người. Đèn xanh là mình đi luôn nha mọi người. Giờ đèn xanh đèn đỏ của thành phố Châu Đốc mình mọi người.
bách hóa xanh đó mà. Mời mọi người vô chợ mình bơi mà mình cho mọi người. Giờ này chợ mình cũng tan chợ luôn mọi người. Chợ phường B không rồi. Chợ phường Trọc Phú B. Mình xin kết thúc video nha mọi người. Mọi người xem video của mình thấy hay, bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm ra video mới. Mong được sự giúp đỡ của mọi người bằng cách xem video của mình để đạt được 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký để cho YouTube nó xét duyệt cho mình đó mọi người. Cảm ơn mọi người nha.